Bông hồng trong lòng địch. Nữ quân báo Đinh Thị Vân. Các bạn thân mến, trong chiến tranh, tình báo quốc phòng là lực lượng đã thầm lặng lập nên những chiến công to lớn trong các cuộc kháng chiến. Bạn đã biết đến những nữ tình báo nào? Hãy chia sẻ xuống phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Trong video của ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử sẽ chia sẻ tới các bạn một nữ điệp viên chiến lược đã hy sinh hạnh phúc riêng, lấy vợ cho chồng để suốt mấy chục năm âm thầm làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm trong lòng địch. Bà là một trong những người có công rất lớn trong việc phát triển hệ thống tình báo của Việt Nam. Hãy cùng xem người con gái kiên trung ấy là ai nhé! Một, tiểu sử của nữ tình báo Đinh Thị Vân. Đại tá Đinh Thị Vân, sinh năm 1916, ở làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tên thật của bà là Đinh Thị Mậu, xuất thân trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ, bà đã ý thức được tinh thần đấu tranh chống thực dân đế quốc vì độc lập dân tộc. Bà được các anh trai là Đinh Lai Hàm và Đinh Thúc Dự, những đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ngày ấy giác ngộ, động viên tham gia hoạt động cách mạng, làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của Đảng và tham gia tổ chức nhóm ái hữu tương tế, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 30 tháng 6 năm 1946, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và giữ chức Ủy viên Huyện ủy Xuân Trường, Ủy viên Thường vụ Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Nam Định, Hội trưởng Hội Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Nam Định. Chồng bà được điều về phụ trách bộ phận y tế của tỉnh đội Nam Định. Ngày 18 tháng 10 năm 1949, hàng ngàn quân Pháp từ tàu chiến đổ bộ lên Hạc Châu đóng bốt số 6, Liêu Đông đánh chiếm Hành Thiện, Bùi Chu. Từ đó, địch tỏa ra lần lượt chiếm các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực. Cơ quan huyện ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện sơ tán sang thôn Thái Công, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ông Hoàng, chồng bà chuyển vào vùng tự do làm ở đơn vị an dưỡng đường. 2. Hy sinh hạnh phúc và chịu án oan để hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 6 năm 1954, bà là huyện ủy viên huyện ủy Xuân Trường, tham gia ban chấp hành tỉnh hội phụ nữ tỉnh Nam Định. Sau đó tổ chức quyết định điều động Đinh Thị Vân lên công tác tại Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Bà được giao nhiệm vụ về Hà Nội hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở, tìm hiểu những ý đồ chiến lược của địch. Để yên tâm công tác theo yêu cầu của cấp trên, bà đã cưới vợ cho chồng, đem hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác với một ý nguyện quên mình vì Tổ quốc. Một mình nhận nhiệm vụ vào hang ổ quân thù, bà chỉ day dứt vì thương mẹ. Bà hiểu rằng nhiệm vụ mới có thể kéo dài hàng chục năm, bà sẽ không có cơ hội gặp lại mẹ. Mẹ sinh bà được một tháng thì chồng qua đời, nuôi con trong cảnh quá buộc, vượt qua bao đau thương để giữ trọn tiết nghĩa. Đức hy sinh của người mẹ đã động viên bà yên tâm bước vào cuộc chiến đấu mới, trong khi bà không hề được đào tạo nghiệp vụ. Sau một thời gian ngắn hoạt động tại Hà Nội, bà Vân đã xây dựng được một số cơ sở tin cậy ở nội thành. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, cấp trên yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động xuống địa bàn Hải Phòng. Chấp hành chỉ thị, bà Vân tìm cách lọt qua mạng lưới kiểm soát dày đặc của địch trên đường số 5 để xuống Hải Phòng. Ở đây, nhờ vào các mối quan hệ và công tác vận động, giác ngộ quần chúng, bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung cấp nhiều tin tức quan trọng để cấp trên chỉ đạo thắng lợi và giành thế chủ động trong thời gian 300 ngày tập kết. Năm 1954, tổ chức phân công bà vào Nam với bí danh là Trần Thị Mỹ. Bà cùng gia đình cơ sở tên P di cư vào Nam với danh nghĩa là chị dâu, chồng chết, không có con, đi cùng với em chồng. Tại thời điểm này, để hỗ trợ cho hoạt động của bà, cấp trên quyết định thông báo Đinh Thị Vân đã phản đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam, tuyên án tử hình vắng mặt. Tin dữ lan truyền quá nhanh, anh em đồng chí, họ hàng, quê hương đều bàng hoàng sửng sốt. Vụ án chính trị này khiến nhiều anh em, con cháu ruột thịt của bà trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa bị vạ lây suốt nhiều năm trời. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh hỏa mù vào cơ quan mật vụ của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho bà Vân hoàn thành nhiệm vụ. Sau một thời gian ngắn, bà đã ổn định được thế đứng hợp pháp, vận động được người trong hàng ngũ địch làm việc cho ta, lấy được nhiều tin tức, tài liệu của địch. Việc xây dựng cơ sở tình báo ở Sài Gòn đã ổn định và đi vào hoạt động. Bà Vân nhận lệnh hỏa tốc ra Hà Nội trực tiếp báo cáo tình hình và nhận chỉ thị đặc biệt của cấp trên.
Kết quả hoạt động bước đầu của bà ở Sài Gòn trên cương vị một tổ trưởng điệp báo đã được cấp trên đánh giá rất cao. Nhiều anh em trong mạng lưới từ Hà Nội theo đường di cư vào Nam, trong thời gian ngắn đã tìm được cách chui sâu vào hàng ngũ địch như Đoan ở Không Quân, Phúc ở Hậu Cần Quân Sự, Quyền ở Trường Võ Bị Thủ Đức. Đó là chiến công đầu tiên của bà Đinh Thị Vân trên trận tuyến thầm lặng đầy cam go trong lòng địch. 3. Suýt bị quân ta thủ tiêu. Thời gian này, tình hình ở Sài Gòn vô cùng rối ren, phố xá nhốn nháo. Bà Vân thôi không đi bán quốc, mà theo bà con tản cư về Tân Sơn Nhì, xóm mồ côi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những hoạt động lặng lẽ của bà ở xóm nghèo này gây sự chú ý của tổ chức ta. Trong lúc bà đang tìm cách xây dựng cơ sở ở địa bàn mới, thì các đồng chí lãnh đạo trong cơ quan tuyên huấn đặc khu Sài Gòn, Chợ Lớn đã họp bàn về mũ 6 di cư. Tên biệt động Sài Gòn ám chỉ bà Đinh Thị Vân và đặt nghi vấn, thậm chí có ý kiến cho rằng bà là tay sai của Ngô Đình Diệm đi dò la tin tức, đề nghị lập phương án thủ tiêu. Ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm này, trong lúc bà vừa phải ngụy trang để che mắt địch, lại vừa phải khôn khéo né tránh kế hoạch thủ tiêu từ phía ta, thì một biến cố lớn xảy ra. Cơ quan lãnh đạo của đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn có kẻ chỉ điểm, hầu hết các cơ sở đều bị đàn áp và khủng bố rất dã man. Ông Ba, trưởng ban tuyên huấn của đặc khu, là một trong số đồng chí lãnh đạo của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn có tên trong sổ bìa đen của địch, bị mật vụ theo dõi gắt gao. Qua báo cáo của đội biệt động về bà Vân, bằng sự nhạy cảm của một cán bộ dày dặn kinh nghiệm, ông Ba tin rằng bà Vân là một người yêu nước, nên trong lúc cơ sở bị lộ, ông đã chủ động chạy vào nhà riêng của bà Vân để ẩn nấp và giấu tài liệu. Chiều hôm đó, vượt qua nhiều cặp mắt cú vọ của mật thám, bà về đến nhà và giật mình khi nhìn thấy một người ốm yếu đang nằm hấp hối dưới nền nhà. Linh tính mách bảo đây là đồng chí của ta bị địch truy ráp, cùng đường nên liều ẩn vào. Bà vội nấu nồi cháo nóng và bón cho ông. Biết mình không qua khỏi, trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông bà trao tài liệu cho bà Vân và nói: "Sau này sẽ có người trả ơn bà." Bà Vân ân cần trả lời: "Ông cứ yên tâm, đây là đảng nuôi ông." Ông ba nở nụ cười rồi thanh thản ra đi. Trong lúc gấp rút, vì muốn đồng chí của mình có được một mộ phần tử tế và che mắt địch, bà đã quyết định nhận ông ba là chồng và lo tang lễ công khai cho ông. Với vành khăn trắng trên đầu, bà Vân tìm cách báo cáo cấp trên, bắt liên lạc để trao trả cho đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn toàn bộ tài liệu quan trọng mà ông ba gửi lại. Đó là một đóng góp rất quan trọng của bà Vân trong việc bảo vệ cơ sở đảng của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Lưới tình báo của bà Đinh Thị Vân đang phát triển thuận lợi, thì đến giữa tháng 3 năm 1956, hoạt động của bà gặp khó khăn nghiêm trọng, đường dây liên lạc với Trung ương đột nhiên bị đứt. Không thể chậm trễ, bà quyết định lên đường ra Huế và Quảng Trị để tìm hiểu tình hình và tổ chức đường dây liên lạc ra Bắc. Nếu không được, sẽ chuyển phương án lên miền Tây Vĩnh Linh. Nhưng mọi cố gắng của bà đều vô vọng, hoàn toàn mất liên lạc bằng đường nội địa. Bà nghiên cứu và quyết định tìm hướng liên lạc ra Bắc qua đường Campuchia. Đây là đường dây phức tạp, về hoạt động ở nước ngoài lưới tình báo của bà chưa kịp chuẩn bị. Ngày 15 tháng 7 năm 1956, bà Vân quyết định lên đường đi Phnom Penh. Vẫn bằng căn cước là người đi buôn, ở đây bà có thể liên lạc với Hà Nội bằng trao đổi thư từ, bưu thiếp. Nhưng đường dây này không an toàn, do đó đến giữa năm 1957, cấp trên yêu cầu bà cắt đường liên lạc qua Phnom Penh và tổ chức đường dây Tây Nguyên qua Pleiku, Kon Tum. Để lập đường dây mới, việc quan trọng trước tiên là phải có cơ sở. Bà tìm đến anh Khôi, một gia đình quen biết từ Hà Nội di cư cùng chuyến tàu với bà. Anh Khôi làm việc và ở ngay trong cơ quan quân vụ. Đường liên lạc với cấp trên theo đường số 14 được thiết lập và đi vào hoạt động. Những tin tức quan trọng lại được báo cáo đều đặn ra trung tâm. Từ cuối năm 1958, tình hình toàn miền trở nên vô cùng căng thẳng. Chính sách chống cộng, tố cộc của Ngụy Quyền, Ngô Đình Diệm càng điên cuồng và dã man hơn bao giờ hết. Bà Vân phải xoay ra làm người thợ may và bỏ mối thêu ở ngã ba Vườn Lài. Công việc vừa mới tiến triển thì bà nhận được lệnh phải nghiên cứu gấp tình hình phía Nam, nhất là vị tuyến 17, sự bố phòng của sư đoàn 1, Ngụy, đồng thời tìm hiểu xem địch biết về lực lượng của ta ở Hạ Lào như thế nào. Đinh Thị Vân vội vã lên đường đi Huế, rồi tùy cơ hội tìm cách ra giới tuyến nghiên cứu tình hình bố phòng của địch. Bằng một trí nhớ tuyệt vời, sự quan sát chính xác và chiếc máy ảnh Petri nhà nghề, toàn bộ tuyến phòng thủ của địch từ Huế đến Gio Linh, vị trí các trung đoàn, hệ thống công sự, các bãi mìn, một số phương án tác chiến, hướng triển khai của các trung đoàn bộ binh ngụy đã được mạng lưới của bà Vân thu thập, phân tích báo cáo chi tiết ra Hà Nội, góp phần quan trọng cho chiến thắng của quân và dân ta
trong giai đoạn lịch sử quyết định này. 4. Rơi vào tay địch vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Tháng 8 năm 1959, khi đang hoạt động trong hang ổ Mỹ Ngụy giữa Sài Gòn, thì bà bị một tên phản bội chỉ điểm. Bà bị địch bắt và tra khảo về đồng chí Nam Phong, một giao thông viên của đặc khu ủy. Bọn mật vụ thay nhau tra khảo suốt đêm không nghỉ, hòng làm cho bà mỏi mệt phải khai ra. Tiếp đó, những trận đòn vùi dập trong sở mật vụ khiến 10 ngón tay bà sưng húp, không cựa quậy được. Những chiếc đinh bù long vẫn liên tiếp dội lên người bà. Không moi được gì, chúng đem máy quay điện đến. Bà chỉ còn thấy những tia xanh đỏ lóe lên trước mặt, toàn thân rung lên rồi không còn biết gì nữa. Ngất đi, tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng bà không hé răng khai nửa lời, khiến bọn mật vụ cay cú trói bà vào ghế. Địch đổi cách tra tấn. Chúng cho một tên ăn nói nhỏ nhẹ đến tâm sự. Nó nói: "Như thế là chú đánh gì 4 cách rồi, còn 3 cách nữa, ác lắm, còn sợ gì không chịu được. Vì vậy gì nên khai đại đi, nếu chúng không lập được hồ sơ về gì thì còn sợ chúng đánh gì chết mất." Bà nghĩ: "Chúng bay còn 3 cách, chứ 30 cách tra tấn nữa thì tao cũng không sợ." Bà lại tiếp tục im lặng khiến tên này không moi được gì. Tức giận, địch treo ngược bà lên, đạp văng từ bên này sang bên kia, có lúc quay tít như con quay, đầu óc choáng váng, nước mắt nước mũi trào ra. Sau chúng dúi đầu bà xuống thùng nước xà phòng, bắt bà uống nước đầy bụng, rồi trói chặt bà vắt lên nắp thành phi chứa nước bẩn, đưa máy quay điện dí sát vành tai rồi quay mạnh. Bà bị hất nhào đầu xuống nước, toàn thân co giật liên hồi. Khi tỉnh dậy, nhớ lời dạy của bác Hồ, uy vũ bất năng khuất, bà thì thầm: "Bác ơi, dẫu cháu có phải chết, cháu cũng sẽ đứng vững, sẽ xứng đáng là người đảng viên của đảng do bác sáng lập." Nghĩ đến các cơ sở đã che giấu cho mình, bà càng có thêm quyết tâm chịu đau, không khai nửa lời. Sau mấy ngày địch không tra tấn, chúng gọi bà lên và nói: "Nếu thực sự bà chỉ là người buôn bán, thì giấy bút đây, bà viết 2 câu, đà đảo Cộng sản, đà đảo Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ thả bà ngay." Bà lấy lý do tay đau, với lại cụ Hồ có bắt bớ gì bà đâu mà bà đà đảo. Nó bảo bà hô bằng miệng cũng được. Bà không kìm được, đứng dậy chỉ vào mặt tên chủ sự: "Tổ dư cha cái thằng Ngô Đình Diệm tay sai nhà mày." Tên chủ sự đạp bà bắn vào chân tường. Bà ngất lịm. Lại những cuộc tra tấn chết đi sống lại. Bà giật dây chuyền, bông tai ném xuống rồi nghiến răng nói: "Mày cứ quay điện đi, quay nữa đi, quay cho tao chết đi, tao không sợ. Bỏ đây tao quay cho." Bà bứt dây chói, cầm lấy bình quay tít, người bung khỏi ghế, đầu lao xuống nhà, lịm đi. Không còn cách nào khai thác, địch đưa bà đến sở thú, nơi chúng có những phương thức tra tấn vô cùng dã man. Bà lấy kim cài đầu, hì hụi khắc vào tường: "Tôi là Trần Thị Mỹ, quê ở Nam Định, bị bắt ngày 19 tháng 8 năm 1959, qua an ninh quân đội, trại Vân Đồn, trại Lê Văn Duyệt. Hôm nay quay về đây, tôi sẵn sàng chết ở đây." Được mấy hôm, chúng lại bịt mắt, giải bà đến chỗ tên Phan Khanh, một tên cáo già trong tra khảo tù binh. Tên này dẫn chuyện mẹ bà ở Nam Định đã chết trong cải cách ruộng đất, hòng lung lạc bà nhưng không khai thác được gì. Cuối năm 1963, đầu năm 1964, Dương Văn Minh lật đổ Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Khánh lại lật đổ Dương Văn Minh. Những người bị giam ở trại Lê Văn Duyệt và sở thú đều bị xét hỏi lại. Nhờ lúc chính quyền của địch vừa thay đổi còn nhiều sơ hở, với bản hồ sơ, người đi buôn bị bắt oan, ta bố trí và vận động bằng nhiều cách, nên đến ngày 18 tháng 5 năm 1964, bà Đinh Thị Vân được trả tự do. Bà tiếp tục gây dựng mạng lưới tình báo. Trong thời gian bà Vân bị tù, nhiều điệp viên do bà gây dựng đã dần dần luồn sâu, leo cao vào những vị trí trọng yếu trong các cơ quan quân sự của địch, hoặc có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với những nhân vật nắm giữ chức vụ quan trọng của ngụy quyền Sài Gòn. Bà Vân được giao nhiệm vụ tìm hiểu ý đồ chiến lược của Mỹ Ngụy. Nếu địch thất bại trong chiến tranh đặc biệt, thì tình hình sẽ diễn ra theo hướng nào? Có thể hiệp thương và thành lập chính phủ như kiểu ba phái ở Lào, hay sẽ chuyển thành chiến tranh cục bộ? Nếu quân Mỹ trực tiếp nhảy vào miền Nam, thì quy mô và số lượng ra sao? Bà suy tính, lên kế hoạch, rồi ra nhiệm vụ cụ thể cho từng anh em trong mạng lưới. Về phần mình, bà lại tiếp tục lo buôn bán làm ăn hợp pháp để che mắt địch, đồng thời có kinh phí phục vụ cho hoạt động. Buôn vải, đan bít tất khoán, bán hàng tạp hóa. Khi ở nơi này, lúc thì ở nơi khác, bà không nề hà bất kể công việc gì để bù lại thời gian 5 năm ở trong tù.
bà lao vào công việc như người ốm ăn trả bữa. Nhiều anh em trong mạng lưới khuyên bà giữ sức khỏe vì nhiều vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Bà vui vẻ trả lời: "Tôi phải làm bù vì nghỉ lâu quá rồi." Trước tinh thần tiến công, xả thân vì nhiệm vụ, anh em trong mạng lưới như được tiếp thêm sức mạnh. Do vậy, những chủ trương, kế hoạch của địch đã bị đội của bà Vân nhanh chóng phát hiện và kịp thời báo cáo về trung tâm. Cho đến khi bà rút khỏi Sài Gòn, địch không hề hay biết về mạng lưới tình báo của bà. Bà đã nêu cao phẩm chất của người đảng viên cộng sản, hy sinh hạnh phúc riêng vì lý tưởng cách mạng. 5. Chuẩn bị vụ mùa. Phát huy đà thắng lợi của hai mùa khô, cục diện trên toàn miền Nam thay đổi có lợi cho ta. Trung ương quyết định chuyển cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Chủ trương của ta được thực hiện bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, mà tình báo gọi là kế hoạch vụ mùa. Bà Vân lại bận rộn với bao công việc quan trọng, trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị giao liên dẫn đường cho lực lượng ở bên ngoài vào, thăm dò khả năng hiểu biết của địch về kế hoạch chuẩn bị của ta, sơ đồ phòng thủ của quân khu đô thành Sài Gòn. Tất cả tin tức đều đã được mạng lưới của bà kịp thời báo cáo ra bộ chỉ huy chiến dịch, kèm theo những ý kiến phân tích xác đáng. Mọi kế hoạch đều được tuyệt đối giữ bí mật, tới mức khi vụ mùa đã triển khai mà địch vẫn khẳng định rằng hiện nay Việt Cộng chỉ có thể mở những hoạt động bình thường mang tính chất củng cố vùng căn cứ địa mà thôi. Đến đêm 30, dạng mùng 1 Tết Mậu Thân, trong lúc Mỹ Ngụy đang say sưa chúc tụng lẫn nhau thì tiếng sướng của cuộc tổng công kích bắt đầu phát hỏa. Địch trở tay không kịp, hoang mang lo sợ. Máy bay bay rối loạn trên bầu trời Sài Gòn. Xe nhà binh chạy đâm bừa vào nhau nhốn nháo. Trong thời điểm ấy, bà Vân vẫn bình tĩnh chỉ huy các chiến sĩ trong lưới của mình, âm thầm làm nhiệm vụ. Vì vậy, sau những ngày vang dội của cuộc tổng tiến công Mậu Thân, Mỹ Ngụy rất hoang mang lo sợ nên càng lùng sục bắt bớ và thẳng tay đàn áp dã man. Nhưng lưới tình báo do bà Vân phụ trách hóa trang giấu kín mình trong từng vỏ bọc khác nhau và hàng ngày vẫn công khai hoạt động giữa vòng vây kẽm gai của cảnh sát và những cặp kiếng đen cú vọ dày đặc của mật vụ Sài Gòn. Tháng 3 năm 1969, do yêu cầu công tác và tình hình sức khỏe của bà Vân bị giảm sút sau những năm tháng tù đầy bị địch tra tấn dã man và hoạt động vất vả, căng thẳng trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, cấp trên đã quyết định điều bà ra Hà Nội để điều trị và phân công bà làm công tác huấn luyện. Trong cương vị công tác mới, người nữ sĩ quan tình báo dày dặn kinh nghiệm Đinh Thị Vân đã đem hết tinh thần, năng lực để truyền đạt kinh nghiệm cho đội ngũ những chiến sĩ sẽ kế tiếp mình lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt. Nhiều học viên do bà huấn luyện đã lập chiến công đầu trên trận tuyến thầm lặng giữa lòng địch. Với công lao cống hiến cho Đảng và Nhà nước cũng như quân đội, ngày 25 tháng 8 năm 1970, bà Đinh Thị Vân được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với lời tuyên dương: "Đồng chí thiếu tá Đinh Thị Vân là một cán bộ mẫu mực, trung thành, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng trong những hoàn cảnh rất khó khăn." Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nhiệm vụ đặc biệt của bà lúc này là vào Sài Gòn, giúp các cơ quan bảo vệ, xác minh để trả lại sinh mạng chính trị cho những đồng chí của ta hoạt động trong lực lượng địch. Giao nhiệm vụ mới để các đồng chí ấy tiếp tục tham gia công tác giải quyết các vấn đề hậu chiến, chống gián điệp lọt lưới cải lại chống phá cách mạng. Bà dành thời gian đến thăm các cơ sở cũ ở Sài Gòn, xác nhận thành tích để lập hồ sơ khen thưởng và giải quyết chính sách đối với những người có công với cách mạng. Trở về Hà Nội, bà báo cáo và xác minh một số cơ sở tình báo ở Hà Nội thời kỳ 1954 mà đã hơn 20 năm nằm trong bí mật, nay mới đủ điều kiện ra công khai. Giữa lúc công việc đang bộn bề thì bà được tin chồng cũ của bà tuổi đã cao, mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh túng bần, lại đông con. Hơn lúc nào hết, bà nhận thấy những người thân đang cần đến sự quan tâm của bà. Bà sắp xếp công việc rồi vội vã về quê thăm ông. Ông cũng là dịp gặp lại để trả nghĩa người con gái quê hương vụ bản có tên là Sen, tên của một loài hoa đẹp và thơm ngát. Năm xưa đã thay bà chăm sóc, phụng dưỡng ông Vân trong suốt 21 năm trời gian truân, vất vả để bà yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1977, bà được thăng quân hàm trung tá. Năm 1990, bà được thăng vượt cấp lên quân hàm đại tá. Sau gần trọn một đời cống hiến cho cách mạng, bà về nghỉ hưu ở căn gác nhỏ trong ngôi nhà số 8 phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sống thanh bạch, giản dị, khiêm tốn trong sự yêu mến và ngưỡng mộ của bạn bè, bà con nhân dân địa phương nơi bà cư trú. Bà Đinh Thị Vân mất tại Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 1995,
thọ 79 tuổi. Người cháu của nữ anh hùng Đinh Thị Vân là ông Đinh Văn Đạt, hiện đang sinh sống tại ngôi nhà số 8 tâm sự rằng: "Gia đình, các thế hệ sau của dòng họ Đinh tự hào về người con trung dũng, kiên trung Đinh Thị Vân." Câu chuyện của nữ anh hùng càng khiến cho những người trẻ tuổi cảm phục thế hệ cha anh đã vượt qua biết bao gian lao và những hy sinh trong cuộc trường chinh của dân tộc, nhất là trong hoạt động tình báo thầm lặng. Các bạn vừa theo dõi Bông Hồng Trong Lòng Địch, nữ quân báo Đinh Thị Vân. Các bạn có cảm nhận như thế nào về người nữ tình báo gan dạ này? Hãy để lại cảm nghĩ của bạn xuống phía dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.